Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Khám phá quân sự, một sản phẩm của TM Media. Kênh YouTube chuyên phân tích, tìm hiểu về lịch sử bàn cờ quân sự thế giới cận đại và hiện đại. Các bạn thân mến, tàng hình hay là ý tưởng về việc làm giảm khả năng bị kẻ thù phát hiện đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước thông qua những hình thức ngụy trang đơn giản. Cho tới tận bây giờ, với công nghệ hiện đại mang đến khả năng phát hiện các vật thể trên mặt đất, trên không, trên biển và trong lòng đại dương bằng bức xạ điện tử hay còn được gọi là sóng radar, thì việc tàng hình nay còn khó khăn gấp nhiều lần. Ý tưởng về việc làm cho các máy bay trở nên tàng hình trước sóng radar ban đầu đã không được để ý đến vì các đặc tính phản xạ của radar liên quan đến hình dạng của vật thể vẫn chưa được các nhà nghiên cứu lúc bấy giờ hiểu một cách đầy đủ. Piotr Yefimtsev là một nhà vật lý học người Nga, là người đầu tiên đặt nền móng cho sự tránh phản xạ của sóng điện tử, sóng radar. Ông đã xuất bản một bài báo dự đoán về vấn đề này. Tuy nhiên, phía Liên Xô ban đầu đã không hiểu được tầm quan trọng của bài báo này và đã cho phép dịch nó sang tiếng Anh. Và những kỹ sư hàng không vũ trụ làm việc tại Lockheed Martin đã đọc được nó và tiến hành nghiên cứu, phát triển dựa trên ý tưởng đó. Và họ đã làm được. Từ đó suy ra một cơ sở lý thuyết mới về việc giảm tiết diện phản xạ sóng radar của máy bay. Kết quả là chiếc máy bay tàng hình Lockheed F-117A Nighthawk ra đời. Kể từ đó, tính năng tàng hình là một phần không thể thiếu của mọi loại máy bay chiến thuật do Hoa Kỳ sản xuất và triển khai. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng khám phá quân sự tìm hiểu về top 5 loại vũ khí tàng hình nguy hiểm nhất trong chiến tranh hiện nay. Một, máy bay tàng hình B-2 Spirit. Được Northrop Corporation tiết lộ lần đầu tiên vào năm 1988, B-2 Spirit là chiếc máy bay ném bom chiến lược tàng hình thực sự đầu tiên của Mỹ. B-2 Spirit được thiết kế không đuôi nhằm giảm thiểu khả năng bị radar phát hiện, cho phép nó có khả năng xâm nhập qua lưới phòng không Liên Xô trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chiếc B-2 lần đầu tiên được đưa vào tham chiến ở Kosovo vào năm 1999. Sau đó, nó cũng đã được sử dụng trong chiến dịch tự do Iraq và chiến dịch tự do bền vững. Năm 2011, ba chiếc B-2 bay từ lục địa Hoa Kỳ đến Libya và tấn công một sân bay tại đây trong chiến dịch Bình Minh Odyssey. Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Hoa Kỳ là một thành phần quan trọng trong kho vũ khí tấn công tầm xa của nước này và là một trong những máy bay có khả năng sống sót cao nhất thế giới. Các khả năng của nó bao gồm các đặc tính tàng hình cho phép nó xuyên thủng những hệ thống phòng thủ phức tạp nhất của kẻ thù, tấn công vào những mục tiêu quan trọng và có giá trị cao, được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. B-2 là máy bay duy nhất của Hoa Kỳ kết hợp được cả 3 yếu tố là tầm bay xa, tải trọng lớn và khả năng tàng hình trong một chiếc máy bay duy nhất, giúp nó có khả năng triển khai sức mạnh không quân ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó có thể bay 6.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Với khả năng mang tới 20 tấn vũ khí thông thường và cả vũ khí hạt nhân tấn công một cách chính xác bất kể điều kiện thời tiết nào. Chỉ cần một chiếc B-2 cũng đủ khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện của một cuộc chiến tranh quy mô lớn chỉ sau một lần cất cánh. 2. Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor. Chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor được thiết kế để nhằm thay thế F-15 Eagle. Không giống những chiếc máy bay tàng hình trước đó của Mỹ, trong đó có F-117 và B-2. F-22 là máy bay chiến đấu sử dụng đặc tính tàng hình để tạo lợi thế quyết định trong chiến đấu không đối không. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2005, F-22 được đánh giá là máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới. Nó vượt trội hơn tất cả máy bay chiến đấu hiện tại và là chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 duy nhất đang hoạt động. F-22 ra đời vào cuối những năm 1980 với tên gọi máy bay chiến đấu chiến thuật tiên tiến ATF. ATF sẽ là máy bay đầu tiên trên thế giới tích hợp khả năng tàng hình trong một nền tảng máy bay chiến đấu có khả năng cơ động cao. F-22 được thiết kế để trinh sát, cung cấp tín hiệu hồng ngoại và radar, hai cơ chế dẫn đường chính xác cho tên lửa không đối không, hỗ trợ đắc lực cho cả không quân, hải quân và lục quân Hoa Kỳ. F-22 là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, những đối thủ tiềm năng vẫn đang tiếp tục phát triển các khả năng tương tự nhằm thách thức vị trí độc tôn của nó
trong việc giành ưu thế trên không. Trước tình hình đó, Lockheed Martin vẫn đang liên tục hợp tác với lực lượng không quân của Hoa Kỳ, nghiên cứu và nâng cao khả năng chiến đấu mạnh mẽ của F-22 nhằm củng cố lợi thế vượt trội của nó trước các đối thủ trong tương lai. Với khả năng như hiện tại, F-22 Raptor vẫn luôn là con át chủ bài của Mỹ để ngăn chặn cũng như đánh bại các mối đe dọa và bảo đảm an ninh toàn cầu trong tương lai. 3. Tiêm kích tàng hình F-35. F-35 Lightning II là máy bay chiến đấu thế hệ 5 thứ 2 của không quân Mỹ, kết hợp giữa khả năng tàng hình tiên tiến cùng tốc độ và sự nhanh nhẹn của máy bay chiến đấu, được trang bị bộ cảm biến và vi xử lý hiện đại nhất của không quân Hoa Kỳ. Tướng Maxwell, cựu tham mưu trưởng của lực lượng không quân Hoa Kỳ cho biết, các hệ thống phòng không hiện đại ngày nay đang liên tục phát triển để chống lại các máy bay thế hệ thứ 4. Chính vì thế trong thời gian tới, công nghệ tàng hình trên những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 sẽ mang lại sức mạnh và ưu thế lớn nhất cho quân đội Mỹ. Các hạm đội máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ và đồng minh đang ngày càng nhỏ hơn kể từ năm 1990 cho tới nay. Số lượng máy bay của Hoa Kỳ đã giảm đi một nửa và các máy bay chiến đấu cũng chỉ còn có tuổi đời trung bình vào khoảng 25 năm. Cũng giống như nhiều quân đội của các nước khác trên thế giới, Mỹ cũng đang hướng đến việc loại biên số lượng lớn các máy bay chiến đấu ra cối bằng các máy bay hiện đại hơn, đa năng hơn, lấy chất lượng bù số lượng. F-35 được tạo ra để hướng đến việc thay thế cho tất cả các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ và đồng minh đang dần trở nên lỗi thời trong chiến tranh hiện đại. 4. SR-71 Blackbird. Nổi tiếng là chiếc máy bay bay nhanh nhất từng được chế tạo, nên có thể SR-71 ít được biết đến là một chiếc máy bay tàng hình. SR-71 có thể bay tốc độ tối đa là Mach 3.2, là một trong những máy bay đầu tiên kết hợp tính năng tàng hình vào thiết kế của nó. Cất cánh lần đầu tiên vào năm 1962, SR-71 mang trong mình 4 tính năng tàng hình trong thiết kế của nó. Đầu tiên là bộ khung vỏ được thiết kế để tránh phản xạ ngược lại sóng radar. Thứ hai là các bộ phận cánh, đuôi và thân máy bay sử dụng các vật liệu tổng hợp hấp thụ radar xen kẽ với titan. Thứ ba là động cơ đốt sau J-58 khổng lồ được thiết kế khéo léo với các cửa hút gió nằm ẩn trong thân máy bay. Tính năng thứ tư được tích hợp vào SR-71 là một lớp sơn đen chứa nhiều những viên bi sắt ferrite siêu nhỏ giúp giảm tiết diện radar của máy bay, có giá tới 400 USD cho một ga lông. Chính màu sơn này đã làm cho nó có biệt danh là chim đen. Nhìn chung, với thiết kế này giúp cho SR-71 chỉ còn tiết diện phản xạ radar chưa tới 10m². Để so sánh thì một chiếc F-35 Eagle có tiết diện phản xạ radar là 100m². 5. Tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Ohio. Tính năng tàng hình không chỉ áp dụng cho máy bay, mà cả tàu ngầm cũng đã được tích hợp các tính năng tàng hình trong nhiều thập kỷ. Và trong số các tàu ngầm, sự kết hợp mạnh mẽ nhất giữa sức mạnh và khả năng tàng hình chính là lớp tàu ngầm hạt nhân Ohio. Có một giai thoại về chiếc tàu ngầm này, đó là nó chưa bao giờ bị tàu ngầm hoặc sonar của Liên Xô phát hiện được dù chỉ là một lần. Điều này thì không có căn cứ xác thực, nhưng Liên Xô thì chưa từng công bố điều gì về chiếc tàu ngầm này. Tàu ngầm lớp Ohio với lượng choán nước 18.450 tấn là tàu ngầm lớn nhất từng được Mỹ chế tạo. Các tính năng tàng hình của nó bao gồm thân tàu hình trụ, thiết kế giống với một con cá, giúp di chuyển nhanh với tiếng ồn tối thiểu. Động cơ được đặt trên một giá treo cách âm. Các hầm chứa tên lửa hạt nhân được bố trí thành hai hàng phía sau cánh buồm, ngang bằng với thân tàu để giảm tiếng ồn của dòng chảy. Tàu cũng được gắn hai tua bin nước hoạt động cực kỳ êm ái. Có tổng cộng 18 tàu ngầm lớp Ohio được chế tạo, trong đó 14 chiếc đóng vai trò là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, 4 chiếc còn lại được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Và đó là top 5 vũ khí tàng hình nguy hiểm nhất hiện tại được tổng hợp bởi Khám phá quân sự. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám phá quân sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.